Chúng ta cũng sẽ đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Đồng Nai trong trận đấu này với sơ đồ 4-1-4-1. Trong khung gỗ là thủ thành Trương Thái Hiếu. Hàng thủ gồm số 20 Công Tiến, số 6 Thanh Quý, số 7 Minh Quyền, số 28 Thế Thuận. Hàng tiền vệ gồm số 8 Văn An, số 13 Văn Soạn, số 26 Ngọc Vũ, số 10 Quốc Khánh, số 47 Kim Nhật. Và trên hàng công sẽ là tiền đạo cắm duy nhất Văn Sơn. Đây là một sơ đồ không có nhiều những sự thay đổi so với trận đấu gần nhất của câu lạc bộ Đồng Nai. Còn ngay sau đây sẽ là đội hình xuất phát của đội khách Hòa Bình, của bóng tới từ Tây Bắc. Họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Trong khung gỗ là thủ thành Duy Dũng. Hàng thủ gồm số 8 Văn Sơn, số 37 Vũ Văn Sơn, số 28 Văn Hà, số 12 Văn Tường. Và trên hàng tiền vệ sẽ là số 67 Thế Hùng, số 20 Trung Thành, số 80 Long Nhật đội trưởng. Và trên hàng công là bộ 3 mang số 29 Thái Học, số 10 Ngọc Tài và số 6 Văn Trường. Lúc này thì đội khách Hòa Bình FC đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Họ có được 17 điểm, có 4 chiến thắng, hòa 5 và thua 5 trận. Ở trận đấu gần nhất thì câu lạc bộ Hòa Bình FC đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu nhờ bàn thắng duy nhất của Thái Học. Trong khi câu lạc bộ Đồng Nai đã để thua với tỷ số 0-1 trước Phù Đồng Ninh Bình. Cơn mưa rất nặng hạt. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi để bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Đồng Nai và Hòa Bình. Và trong hiệp 1 trận đấu này thì đội chủ nhà Đồng Nai trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Văn Trường. Sang hành lang cánh trái không thành công. Trên màn ảnh của chúng ta là huấn luyện viên trưởng Bùi Hữu Thái Sơn của câu lạc bộ Đồng Nai. Trong chiến thắng gần nhất của câu lạc bộ Đồng Nai trước đội khách Huế thì Hồ Minh Quyền và Cao Quốc Khánh là những người đã tỏa sáng để đem về hai bàn thắng. Trận đấu cực kỳ quý giá với câu lạc bộ Đồng Nai. Ai cũng biết rằng Huế mùa giải năm nay là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Còn đây là huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng của câu lạc bộ Hòa Bình FC. Người cũng đã giúp cho đội bóng này có được những kết quả thuận lợi trong thời gian gần đây để có thể có cho mình một vị trí an toàn trong cuộc chiến trụ hạng tại giải nhất. Một tình huống cố định dành cho câu lạc bộ Hòa Bình. Đi chơi bóng đang là Long Nhật, cầu thủ có cái chân trái cực kỳ lợi hại. Long Nhật khá nguy hiểm, cười không vào. Bóng vẫn đang ở trong vòng cấm địa của Đồng Nai. Thêm một cú dứt điểm nữa. Một cầu thủ áo đỏ đã cứu bóng ngay trên vạch vôi. Với cơn mưa nặng hạt như thế này thì thật khó để chúng ta có thể kịp nhìn ra ai là người đã tung ra những cú dứt điểm trong những phút đầu tiên. Nhưng rõ ràng là Trương Thái Hiếu đã chơi xuất sắc trong cơ hội đầu tiên của câu lạc bộ Hòa Bình để ngăn chặn bàn thua. Và sau đó thì một cầu thủ áo đỏ cũng đã cực kỳ dũng cảm lăn xả. Cú đưa bóng vào là cực kỳ khó chịu tới từ Long Nhật. Những cú dứt điểm đến liên tiếp. Cơ hội cuối cùng thuộc về Nguyễn Thái Học. Nhưng cú đá của anh thì đã bị ngăn chặn. Rất khó khăn cho cả hai đội bóng.
Trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục. Cú đội trưởng của câu lạc bộ Đồng Nai đã cứu thua ngay từ những phút đầu trận. Điều kiện thi đấu vô cùng khó khăn dành cho cả hai đội bóng này, một trận thủy chiến. Cầu thủ của đội chủ nhà đã bị trượt chân trong tình huống lên bóng của đội chủ nhà. Trung vệ Văn Hà là người vừa có tình huống phá bóng an toàn, sẽ là ném biên dành cho đội chủ nhà Đồng Nai. Còn ném biên của Thế Thuận, vẫn đang là Thế Thuận đưa bóng vào. Giờ sẽ là pha phát bóng lên dành cho đội khách Hòa Bình. Này đứng trước hai trận đấu liên tiếp được thi đấu trên sân nhà, tương đối đáng tiếc là trong trận đấu gần nhất thì họ đã để thua trước Phù Đồng Ninh Bình. Một bàn thua từ một tình huống cố định, một pha bóng mà cầu thủ bên phía Phù Đồng Ninh Bình đã cosplay lại phong cách thi đấu quen thuộc của đội tuyển Indonesia với Pratama Arhan. Còn ném biên của Quốc Nhật đã khiến cho cả bốn hậu vệ của câu lạc bộ Đồng Nai trong trận đấu đó đặt vào tư thế vô cùng bị động, cũng cướp bóng tốt. Rất khó khăn để cầu thủ của cả hai đội có thể kiểm soát trái bóng. Trong những trận đấu trước thì với việc câu lạc bộ Hòa Bình FC có được chiến thắng 1-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu và trước đó nữa là Đồng Tháp, hòa 2-2 trước câu lạc bộ bóng đá Huế, thì Đồng Nai đã rơi xuống vị trí áp chót. Tuy vậy thì họ vẫn hơn đội bóng cuối bảng, đó là Phú Thọ 9 điểm. Trên lý thuyết nếu trong ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên Thái Sơn có thể giành được chiến thắng trước Hòa Bình thì họ sẽ gần như chắc chắn có được tấm vé để ở lại với giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng ở mùa giải sang năm. Giờ sẽ là quả ném biên dành cho đội khách Hòa Bình. Văn Trường, Thái Học, điều kiện thi đấu thực sự là quá khắc nghiệt, rất nguy hiểm. Pha bóng mà sân trơn đã khiến cho những hậu vệ của Hòa Bình FC không thể khống chế trái bóng thật gọn, và điều đó đã tạo ra cơ hội dành cho Cao Hoàng Tú, xin lỗi quý vị, Cao Quốc Khánh, cầu thủ mang áo số 10 của đội chủ nhà. Đến thời điểm hiện tại của mùa giải thì Cao Quốc Khánh cũng đang là một trong những cầu thủ có được thành tích ổn nhất. Trọng tài chính của trận đấu này đang nhận được sự tham vấn, không biết liệu rằng trận đấu có thể được tiếp tục trong điều kiện như thế này hay không. Thank you.
Như vậy là với điều kiện thi đấu khắc nghiệt thì nhiều khả năng trọng tài chính sẽ cho tạm ngừng trận đấu. Chúng ta đã liên tiếp được chứng kiến những pha bóng mà cầu thủ hai bên đều không thể khống chế nổi trái bóng. Để đảm bảo sự an toàn dành cho các cầu thủ thì trọng tài chính của trận đấu này, đó là ông Trần Văn Điền, đã yêu cầu cả hai đội bóng tiến về khu vực kỹ thuật. Đây mới chỉ là thời điểm 5 giờ chiều nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy đám mây đen đã khiến cho bầu trời tối đen lại. Giám sát trận đấu của trận đấu này là ông Nguyễn Tấn Long, đã có mặt ở khu vực bàn trọng tài. Và với góc toàn này qua ống kính máy quay truyền hình thì chúng ta cũng vừa nhìn thấy sấm chớp. Đây là một điều kiện thi đấu có thể gây nguy hiểm dành cho các cầu thủ. Cơn mưa khủng khiếp như thế này không chỉ làm ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu mà còn là ảnh hưởng tới tầm nhìn của các trọng tài nữa. Hy vọng rằng trong ít phút sắp tới, thì trời sẽ bớt nặng hạt hơn. Trời quang mây tạnh để chúng ta có thể tiếp tục được theo dõi trận đấu này. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, đừng rời khỏi màn hình, bởi trận đấu của chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại khi điều kiện thời tiết được thuận lợi hơn.
Vị khán giả truyền hình thân mến, lúc này thì tôi không có mặt tại sân Đồng Nai nhưng cũng có thể nghe loáng thoáng được. Trận đấu sẽ phải được chờ đợi thêm khoảng 5 phút nữa để ban tổ chức của trận đấu cũng như là các trọng tài xem xét lại tình hình thi đấu có thuận lợi dành cho các cầu thủ hay không.
Quý vị khán giả truyền hình thân mến, lúc này thì chúng ta đã thấy cầu thủ của cả hai đội Đồng Nai và Hòa Bình FC đã trở lại khu vực thi đấu. Nhưng có vẻ như là họ đang di chuyển tới khu vực đường hầm. Khả năng cao là trận đấu sẽ phải bị hoãn thêm 20 phút nữa. Chúng tôi sẽ ngay lập tức trở lại khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn và hai đội trở lại sân thi đấu. Kính mong quý vị khán giả truyền hình đừng rời mắt khỏi màn hình. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đồng Nai và Hòa Bình FC chuẩn bị được tiếp tục trở lại. Lúc này thì cơn mưa tại sân Đồng Nai đã ngớt bớt và thời tiết là tương đối thuận lợi hơn để cho các cầu thủ có thể trở lại sân. Lúc này thì hai đội đang khởi động để làm nóng cơ thể trước khi trận đấu có thể được bắt đầu trở lại từ 8 phút 06 giây. Đó chính là thời điểm mà trọng tài chính của trận đấu này, đó là ông Trần Văn Điền, đã quyết định cho dừng trận đấu. Một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu đội hình ra sân của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Với đội chủ nhà Đồng Nai, họ ra sân với sơ đồ 4-1-4-1, trong khung gỗ là thủ thành Trương Thái Hiếu mang băng đội trưởng. Ở hàng thủ gồm số 20 Công Tiến, số 6 Thanh Quý, số 7 Minh Quyền, số 28 Thế Thuận. Hàng tiền vệ gồm số 8 Văn An, số 13 Văn Soạn, số 26 Ngọc Vũ, số 10 Quốc Khánh, số 47 Kim Nhật. Và trên hàng công là tiền đạo cắm duy nhất Văn Sơn. Với đội khách Hòa Bình FC, họ ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 23 Duy Dũng. Hàng thủ gồm số 8 Văn Sơn, số 37 Vũ Văn Sơn, số 28 Văn Hà, số 12 Văn Trường. Hàng tiền vệ gồm số 67 Thế Hùng, số 20 Trung Thành, số 80 Long Nhật mang băng đội trưởng. Và trên hàng công là bộ ba Thái Học, Ngọc Tài và Nam Trường. Mọi thứ đã được sẵn sàng trở lại. Trận đấu sẽ được tiếp tục từ 8 phút 06 giây với quả phát bóng lên dành cho đội chủ nhà Đồng Nai.
Trong 11 trận đấu này thì đội chủ nhà Đồng Nai trong trang phục màu đỏ bảo vệ khung thành phía tay phải mà để của chúng ta. Kim Nhật. Trời đã tạnh mưa bớt, tuy nhiên mặt sân vẫn đang tương đối ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát bóng của cả hai đội. Sẽ là một quả phạt dành cho đội chủ nhà. Người đã có tình huống phạm lỗi với Văn Sơn, đó là tiền vệ trung tâm Thế Hùng của câu lạc bộ Hòa Bình. Chuyền dài của Thế Thuận. Văn Sơn, vẫn đang Văn Sơn cười đối mặt. Thủ thành Duy Dũng đã băng ra kịp thời. Sân trơn bóng ướt khiến cho Duy Dũng mất tới 2 nhịp để có thể ôm gọn trái bóng trong tay. Nhưng đó cũng chính là lời cảnh báo mà Văn Sơn dành cho hàng phòng ngự của Hòa Bình FC. Đây là pha bóng mà hệ thống phòng ngự của Hòa Bình FC đã đoán điểm rơi không tốt và để cho Văn Sơn có cơ hội lướt đi. May mắn là sân trơn cũng đã khiến cho Văn Sơn không thể khống chế trái bóng thật gọn. Thái Hiếu. Bóng tiếp tục thuộc về đội chủ nhà. Quả đưa bóng vào. Kim Nhật. Vẫn đang là Kim Nhật. Sẽ rất khó với những tình huống phối hợp bóng ngắn và sệt. Đối quyết tâm tới từ Cao Quốc Khánh. Ngành bị quầy bởi khá đông những cầu thủ bên phía Hòa Bình FC và đã có tình huống phạm lỗi. Người bị phạm lỗi tiếp tục là Văn Sơn. Và đó lại là pha phạm lỗi tới từ Nguyễn Thế Hùng. Hai tình huống vào bóng liên tiếp của Thế Hùng và đều không trúng bóng. Quả đá phạt ở hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà. Và đứng trước bóng đang là Hà Ngọc Vũ. Ngọc Vũ. Chưa phải là tình huống câu bóng bổng, thật bổng vào trong. Rất lầy lội với mặt sân. Nằm gọn trong tay của thủ thành Duy Dũng. Nỗ lực tạt bóng trong tiếng vừa rồi là của Nguyễn Công Tiến. Tiếp tục là thu hồi bóng thành công dành cho đội chủ nhà. Long Nhật. Điều kiện thi đấu phải nói là quá khó khăn. Khá nhiều những pha bóng phối hợp của cả hai đội mà các cầu thủ trên sân đều bị lỡ đà với những đường chuyền của các đồng đội. Thank you.
Trong trận đấu này thì đội chủ nhà Đồng Nai thiếu vắng đi cái tên đó là Bùi Ngọc Thịnh. Đồng Nai phải vắng mặt là do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Lúc này thì các khán giả của đội chủ nhà đang tập trung ở khu vực khán đài có mái che. Văn Sơn. Văn Sơn rất lì lợm. Quả bóng sải lan cánh phải. Đây là Kim Nhật. Đã có tình huống kéo người tới từ Nguyễn Thái Học. Không có gì phải bàn cãi với quyết định của trọng tài. Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng động tác kéo tới từ Thái Học. Và giờ sẽ lại là một quả phạt. Lần này sẽ là quả phạt ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà. Với quả phạt ở hành lang cánh phải thì người thực hiện sẽ là Kim Nhật. Kim Nhật từng là cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier. Vào năm 2019, ông trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel. Quả chạm bóng tương đối khó chịu, dứt điểm, không vào. Một nỗ lực hãm thành và người đã có tình huống dứt điểm đó là Văn Soạn. Văn Soạn đã tung người móc bóng. Quỹ đạo của trái bóng là tương đối khó chịu. Bóng hơi cao so với khung thành của Hòa Bình FC, nhưng nó đủ khiến cho thủ thành Duy Dũng gặp tương đối nhiều khó khăn. Và trong nỗ lực cản phá thì Duy Dũng đã bị đau. Trước đó thì người đã rất nỗ lực để có một tình huống phá bóng sau quả tạt của Kim Nhật, đó là trung vệ Vũ Văn Sơn. Duy Dũng đang có một vết đau ở hông sau động tác ngã của mình. Duy Dũng đã có 2 trận đấu giữ sạch lưới liên tiếp. Và đó đều là những trận đấu trên sân nhà của Hòa Bình FC. Họ đều có được những chiến thắng tối thiểu, những chiến thắng đầy quý giá trước câu lạc bộ Phú Thọ. Và đặc biệt là chiến thắng vòng đấu trước 1-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là trận đấu mà Thái Học đã chơi rất hay và cùng này cũng đã ghi một siêu phẩm. Với câu lạc bộ Hòa Bình FC trong những trận đấu trên sân nhà từ giờ đến cuối giải đều rất quan trọng với đội bóng này. Họ chỉ cần tích lũy thêm những điểm số, thậm chí là những kết quả hòa cũng có thể giúp cho Hòa Bình FC an toàn trong cuộc chiến chủ hạng. Bởi sẽ rất khó để đội cuối bảng đó là câu lạc bộ Phú Thọ có thể làm nên kỳ tích ở cả 4 trận đấu cuối cùng. Và với thực lực hiện tại thì Hòa Bình FC có thể tự tin rằng họ sẽ ở lại với giải hạng nhất. Đương nhiên là với cả Đồng Nai nữa. Khá nguy hiểm. Long Nhật. Trọng tài xác định đó là tình huống vào bóng có lỗi của Công Tiên. Lui lại vô. Lui trong tiếp tục. Lui lui trong.
Giờ sẽ tới lượt đội khách Hòa Bình FC có một quả phạt. Nam Trường và Long Nhật đang là hai cái tên đứng trước bóng. Hai cầu thủ này đang có những sự bàn bạc. Ở đầu trận đấu thì một tình huống cố định của Hòa Bình FC cũng đã khiến cho khung thành của Đồng Nai phải trao đảo và phải nhờ tới sự xuất sắc của Thái Hiếu. Đội bóng này mới có thể thoát thua. Khá nguy hiểm, không vào. Ngay lập tức lại là cú đá tới từ Long Nhật. Thêm một lần nữa thì khung thành của câu lạc bộ Đồng Nai phải trao đảo với những pha bóng cố định của Hòa Bình FC. Đây là Nam Trường. Hòa Bình FC đang dần lấy lại được nhịp chơi bóng. Và chính họ trong khoảng 5 phút đã qua mới đang là những người kiểm soát trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại. Lại thêm một tình huống đưa bóng vào đầy khó chịu của Long Nhật. Nó cộng hưởng thêm tình huống chạm đầu của Cao Quốc Khánh, đã khiến cho trái bóng hướng tới vị trí cột xa, nơi có những cầu thủ áo vàng đã chọn vị trí sẵn. Nhưng thật đáng tiếc là trong tiếng vừa rồi thì Nguyễn Thái Học đã không thể có một tình huống đệ bóng cận thành đủ chuẩn xác, giúp cho Hòa Bình FC có thể có được lợi thế vươn lên dẫn trước. Quá mạnh. Điều kiện thi đấu bất lợi không khiến cho trận đấu trở nên nhàm chán đi, mà trái lại chúng ta đang được chứng kiến một cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn. Hai đội bóng đều chơi cởi mở và cả cầu thủ đôi bên đều cho thấy được sự quyết tâm. Biên sẽ tiếp tục thuộc về đội chủ nhà Đồng Nai. Đường chuyền của Văn An quá sâu so với đà di chuyển của Kim Nhật và Văn Sơn. Thoát xuống của Nam Trường. Dứt điểm. Bóng lăn từ từ. May mắn dành cho khung thành của câu lạc bộ Đồng Nai. Đó là nỗ lực tới từ trung thành. Nam Trường. Long Nhật dứt điểm. Mặt sân đã khiến cho trái bóng không thể lướt đi với một tốc độ cao. Lâm Nhật lại quyết định thực hiện một cú đá sệt. Thật khó để có thể đem lại nguy hiểm với khung thành của Thái Hiếu trong điều kiện thi đấu như thế này. Còn đây là tình huống thoát xuống trước đó của Nam Trường. Thật may mắn là thủ thành Trương Thái Hiếu đã rất chủ động để băng ra. Trọng tài xác định đã có tình huống cao chân. Và cao chân là của Nguyễn Kim Nhật với Nguyễn Thái Học. Đường chuyền dài từ phần sân nhà
những pha bóng bổng tới từ Hòa Bình FC đang khiến cho câu lạc bộ Đồng Nai gặp khá nhiều những bối rối. Trong những vòng đấu gần đây thì chúng ta đã được chứng kiến một điểm yếu cố hữu của Đồng Nai, đó là bóng bổng. Nó cũng đã được bộc lộ với bàn thua mà họ phải nhận trong trận đấu gặp Phú Đồng Ninh Bình. Và ném biên theo phong cách Pratama Ahan của đội tuyển Indonesia của Quốc Nhật đã khiến cho những hậu vệ áo đỏ hoàn toàn bị động trong việc chọn vị trí. Tiếp tục là Long Nhật. Sẽ là phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Đồng Nai. Lần này thì đội bóng áo đỏ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc theo kèm những mũi nhọn tấn công áo vàng. Khả năng tạt bóng của Long Nhật là rất ấn tượng. Nhưng lúc này thì Long Nhật đang bị đau ở trên sân. Long Nhật là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, là học trò cưng của tiền vệ Thành Lương. Trong quá khứ thì không ít lần Long Nhật được đem ra để so sánh với những người đàn anh. Có những người từng gọi Long Nhật là Quang Hải Đệ Nhị. Có những người mô tả phong cách thi đấu của Long Nhật khá giống với người thầy Thanh Lương. Một mẫu cầu thủ nhỏ con với cái chân trái cực kỳ lợi hại. Và thoát đi của Cao Quốc Khánh. Quốc Khánh đưa bóng vào. Kim Nhật. Thời cơ. Không vào. Vẫn thiếu đi những sự chuẩn xác ở những đường chuyền cuối cùng bên phía đội chủ nhà Đồng Nai. Trước đó thì Cao Quốc Khánh đã thoát đi tốt. Những đường chuyền vào trong của anh thì lại quá mạnh so với đà di chuyển của Kim Nhật. Khó chịu. Một tình huống nửa chuyền nửa sút. Đó có thể coi là một phương án cực kỳ táo bạo tới từ Văn Soạn. Cầu thủ này đã quyết định hướng trái bóng thẳng về khung thành của Hòa Bình FC. Và thêm một lần nữa, Duy Dũng gặp bối rối. Trong pha bóng này thì bóng không chạm tay của Duy Dũng và sẽ là phát bóng lên dành cho Hòa Bình FC. Ngay từ hiệp 1, và huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng đã có những sự thay đổi. Như vậy là Long Nhật sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Và người được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Hòa Bình FC sẽ là Nguyễn Gia Bảo. Trước khi phải rời sân thì Long Nhật chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Hòa Bình FC. Quả chào bóng của cầu thủ mang băng đội trưởng có được sức sát thương cao, và đó khiến cho hàng phòng ngự của Đồng Nai gặp khá nhiều những rắc rối. Pha vào bóng chính xác, Cao Quốc Khánh. Hey!
trận đấu vẫn đang được tiếp tục dù cho cầu thủ của đội chủ nhà bị đau. Và sau đó là một tình huống phá bóng fair play. Gần 30 phút của trận đấu giữa Đồng Nai FC và Hòa Bình FC. Chỉ tính thời gian thi đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Đồng Nai. Hà Ngọc Vũ vẫn ổn và anh có thể tiếp tục thi đấu trở lại. Cơn mưa lớn nằm ngoài những tính toán của cả hai chiến lược gia. Nó khiến cho phong cách chơi bóng và thậm chí là những mảng miếng chiến thuật đều không thể được thực hiện một cách tròn trịa. Pha mở bóng hay tới từ Văn Sơn. Nhưng sau đó thì đường đưa bóng trở lại của Kim Nhật lại không thực sự hợp lý. Đây là Cao Quốc Khánh đỡ bước một tốt. Tiếp theo thì Cao Quốc Khánh đã xử lý hỏng. Quả ném biên thuộc về Hòa Bình. Đó là tình huống che chắn thiếu an toàn của Thanh Quý. Thái Học cũng không thể khống chế gọn trái bóng. Minh Quyền buộc phải phá bóng an toàn và sẽ là ném biên dành cho đội khách. Giá Bảo sẽ là người thực hiện một tình huống ném biên mạnh vào trong. Giá Bảo rất khó để trái bóng có thể lướt đi với một lực mạnh vào trong với cơn mưa nặng như thế này. Trời lại bắt đầu có mưa to hơn trên sân Đồng Nai. Hy vọng rằng nó không làm ảnh hưởng tới khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Với những trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024 thì quý vị khán giả của FPT Play hoàn toàn có thể để lại những comment trên kênh chat của ứng dụng FPT Play, trên website và box truyền hình. Và khi có thời gian thì các bình luận viên có thể được tương tác với quý vị khán giả đã để lại những dòng bình luận. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trận đấu giữa Đồng Nai và Hòa Bình FC trên các kênh sóng của FPT Play. Chào bạn có đuôi điện thoại là 065 nhá. Bạn có để lại comment rằng chiều nay khán giả chắc chỉ được vài chục người thôi. Đánh đầu. Và tạt bóng tốt của Văn Sơn nhờ phía trong thì đồng đội cũng không thể khống chế tốt để đem tới một tình huống uy hiếp khung thành của Hòa Bình FC.
phạt bằng cái chân trái của Văn Sơn. Từ bên trong, người đã không thể đánh đầu thành công đó là Kim Nhật. Chào bạn Huỳnh Tuấn Khoa và các bạn đang theo dõi trên các nền tảng của FPT Play. Lúc này thì khán giả có lẽ cũng chỉ tập trung ngồi ở khu vực khán đài có mái che mà thôi. Điều này cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nhưng mà trời mưa to nặng hạt như này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và phần nào đó thì chúng ta cũng biết rằng sấm sét cũng khá là nguy hiểm. Quả phạt dành cho đội chủ nhà Đồng Nai. Ngay lúc này thì các bạn đang theo dõi cũng có thể để lại những dự đoán của mình trong trận đấu này. Không biết là trong kênh chat của FPT ngày hôm nay thì có bao nhiêu bạn là cổ động viên của đội chủ nhà Đồng Nai và bao nhiêu bạn là cổ động viên của đội khách Hòa Bình. Có lẽ trời mưa như thế này thì kể cả những khán giả ở Đồng Nai cũng sẽ khó có điều kiện để có thể tới sân theo dõi đội bóng thân yêu. Trái bóng của Cao Quốc Khánh khá nguy hiểm. Đó là một cú đá thẳng, không phải Cao Quốc Khánh mà là Văn Soạn. Đây không phải lần đầu tiên Văn Soạn thử thách sự tập trung của thủ thành Duy Dũng bằng những tình huống xử lý táo bạo như vậy. Ngoài quả phạt này ra thì trước đó Văn Soạn cũng đã thường xuyên có những tình huống rót bóng thẳng về phía khung thành từ hai biên. Cú đá có lực đi khá tốt, nhưng đáng tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của Duy Dũng. Lực lượng cổ động viên trên kênh chat có vẻ như là khá đồng đều. Đội mở bóng đã sửa lưng với Cao Quốc Khánh. Cảm ơn bạn Trần Anh Kiệt nhá. Có vẻ như là bạn là một khán giả tới từ Đồng Nai và cũng để lại một comment đem lại thông tin khá là hữu ích. Đó là địa hình của sân vận động Đồng Nai nằm ở độ cao nhất ở Biên Hòa và khá trống trải, sẽ rất là nguy hiểm khi trời mưa. Chính xác, chính vì thế mà các khán giả nếu đang ở trên sân thì cũng nên ngồi ở những vị trí có mái che. Tại xác định vừa rồi không có lỗi của hàng phòng ngự Hòa Bình. Đây rõ ràng là một trận đấu cực kỳ khó khăn, không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả trọng tài nữa. Sẽ có rất nhiều những pha bóng mà đôi khi là do sân trơn khiến cho những cầu thủ không thể kiểm soát được đà của mình trong những tình huống va chạm. Thế Thuận. Đã có lỗi đầy người của Cao Quốc Khánh với Nam Trường. Chào bạn Đặng Minh nhá. Với câu hỏi của bạn thì mình có thể trả lời đơn giản như này thôi. Tức là với những cái trận đấu của V-League 1 thì cái tốc độ trận đấu và những cái tình huống nó sẽ diễn ra một cách khá là liên tục. Còn tốc độ trận đấu của V-League 2 thì sẽ phù hợp hơn với việc là chúng ta vừa tập trung theo dõi trận đấu và có thể vừa tương tác được với các bình luận viên. Chào bạn Mai Thành Long, chào tất cả các bạn đang theo dõi qua luồng bình luận trực tiếp của FPT Play.
Thế Thuận khống chế khá hay, nhưng sau đó lại là một quyết định dứt điểm ngay. Dẫu vậy thì nó cũng đem về một quả đá phạt góc dành cho Đồng Nai. Chào bạn có đuôi điện thoại 439 nha. Bạn là fan của cầu thủ mang áo số 25, số 10 và số 37. Số 10 là Ngọc Tài, số 37 là Văn Sơn. Một fan cứng của Hòa Bình FC đây rồi. Phút thứ 40, trận đấu giữa Đồng Nai và Hòa Bình. Số vẫn đang là 0-0. Nhiều khả năng thì số phút bù giờ ở trong giai đoạn cuối hiệp cũng sẽ như bình thường vì trận đấu tạm dừng ở 8 phút 06 giây và bắt đầu trở lại vào đúng 8 phút 06 giây. Văn Soạn. Chưa có cầu thủ nào của Đồng Nai án ngữ khu vực tuyến 2. Đã có một tình huống cản người không bóng và một thẻ vàng đã được trọng tài chính rút ra. Đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 8 của câu lạc bộ Đồng Nai, Hồ Văn Đan. Văn Đan trước đó đã có một tình huống không chế bóng không thực sự gọn và để cho Ngọc Tài có thể kịp giành lại trái bóng. Chính xác thì cầu thủ nhận thẻ vàng vẫn là Hồ Văn An nhá. Trong tiếng vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy Thanh Ba hiện lên là cầu thủ mang áo số 89. Đó là Thái Hiếu. Bây giờ thì mọi thứ đã được ổn định trở lại. Thẻ vàng dành cho số 8 của đội chủ nhà. Cảm ơn sự quan tâm của bạn Huỳnh Tuấn Khoa nhé. Nãy giờ trận đấu hoãn thì mình cũng tiếp tục ngồi lại, nán lại để theo dõi tình hình trận đấu. Nói chung là cũng không phải hoạt động gì nhiều nên là thể lực vẫn được đảm bảo, cũng không mệt lắm. Nói chung là khá là mừng khi mà cơn mưa cũng đã tạnh bớt và chúng ta có thể tiếp tục được trận đấu. Và mình cũng để ý rằng trong khoảng vài phút đã qua thì có vẻ như là mưa cũng bắt đầu lại nặng hạt trở lại. Và hy vọng rằng là trong hiệp 2 thì mọi thứ vẫn sẽ ổn. Chào bạn Hoàng Long. Bạn nhận ra mình là bình luận viên gầy, một trong hai bình luận viên của cặp đôi béo gầy. Vâng, mình là gầy. Và anh béo thì có tên rất là giống bạn, đó là Hoàng Long. Không biết là bạn Hoàng Long ở ngoài đời thì có nặng cân giống anh béo chúng tôi hay không. Sẽ là quả ném biên dành cho Hòa Bình FC. Và Gia Bảo lại sẵn sàng với một tình huống ném biên mạnh. Gia Bảo. Lần này thì hàng phòng ngự của Đồng Nai đã làm tốt. Có khá nhiều những tình huống bóng bổng trong ngày hôm nay đã khiến cho những cái bóng áo đỏ bị sững lại. Là một đường chuyền hơi mạnh dành cho Văn Sơn. Chào bạn Thái Tuấn, có vẻ như là bạn đang nhắc tới anh Tú của Hòa Bình FC. Ngày hôm nay thì trong danh sách của câu lạc bộ Hòa Bình, cầu thủ mang áo số 18 đó là Nguyễn Anh Tú vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Có thể trong hiệp 2 thì huấn luyện viên trưởng Hồ Thanh Thưởng sẽ tung cầu thủ này vào sân. Nguyễn Anh Tú cũng đang có được một mùa giải tương đối ổn khi trải qua 13 trận đấu
cho Hòa Bình FC cũng đã ghi được hai bàn thắng, một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong đội. Vâng, bạn Hoàng Long, rất vui bạn đã nhận ra giọng của cặp đôi béo gầy. Bạn có chia sẻ rằng là bạn cùng đội với anh béo, tức là cùng đội nặng cân đúng không ạ? Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Đồng Nai. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của một trận đấu này. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các khán giả của Đồng Nai cũng đã đến sân và tạo ra một bầu không khí sôi động để truyền năng lượng dành cho các cầu thủ. Cú đưa bóng sệt vào. Cú đá không được. Tương đối đáng tiếc là bóng lại chạm vào người của một cầu thủ Đồng Nai đã rơi vào vị trí việt vị. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Một lần nữa xin được nhắc lại là trận đấu được bắt đầu trở lại từ 8 phút 06 giây. Chính vì thế mà thời gian sẽ được tính từ khoảng thời gian đó. Chúng ta cũng đã được nhìn thấy vị trí đã rơi vào tư thế việt vị của Cao Quốc Khánh. Cao Quốc Khánh đã đứng và làm che mắt thủ thành Duy Dũng. Chào bạn Vũ Lâm nhé, ngày hôm nay thì mình không thiên về một đội bóng nào cả. Nhưng mình cho rằng đây là trận đấu mà có lẽ là đội chủ nhà Đồng Nai sẽ phải quyết tâm có được 3 điểm hơn. Thứ nhất là thi đấu trên sân nhà này. Thứ hai là 3 điểm cũng sẽ giúp cho Đồng Nai có được một vị trí an toàn trong cuộc chiến trụ hạng. Dù khoảng cách lúc này với đội cuối bảng Phú Thọ đã là 9 điểm rồi, nhưng có 3 điểm ngày hôm nay đồng nghĩa với việc là Đồng Nai gần như sẽ chắc chắn có được tấm vé ở lại với giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng của giải sang năm. Cảm ơn bạn X-Men vì một thông tin, đó là Sài Gòn ngày hôm nay mưa to dã man, nên là Đồng Nai chắc cũng mưa to không kém mấy. Vâng, chúng ta cũng đã được nhìn thấy qua màn hình rồi, Đồng Nai ngày hôm nay mưa rất khủng khiếp và khiến cho trận đấu không thể tiếp tục. Bonus thêm một chút, đó là cabin của FPT Play thì ở Hà Nội và mưa cũng trắng trời các bạn ạ. Và đúng lúc này thì trọng tài chính cũng đã nổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên, trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đồng Nai và Hòa Bình FC. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho khi mà cơn mưa nặng hạt đã diễn ra trên sân Đồng Nai và làm ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng thi đấu cũng như là những mảng miếng chiến thuật của cả hai đội bóng. Chúng ta cùng kỳ vọng rằng điều kiện thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong hiệp đấu thứ hai và những bàn thắng sẽ xuất hiện. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được tạm nghỉ ít phút trước khi có thể trở lại với hiệp đấu thứ hai. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh trên sân vận động Đồng Nai để theo dõi hiệp 2 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đồng Nai và Hòa Bình FC. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 17 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội bóng đang tạm cầm chân nhau với tỷ số 0 đều. Cơn mưa nặng hạt đã khiến cho hiệp 1 của trận đấu này bị ngắt quãng. Trọng tài chính đã phải dừng trận đấu ở 8 phút 06 giây. Và khoảng hơn 20 phút sau thì các cầu thủ mới có thể trở lại sân. Điều kiện mặt sân không tốt do trời mưa quá to cũng đã khiến cho cả hai đội bóng đều không thể thực hiện được nhiều những mảng miếng chiến thuật cụ thể. Ngay đầu hiệp đấu thứ hai thì đội khách Hòa Bình FC có 2 sự thay đổi.
Anh Tú và Phương Nam sẽ là hai cái tên được lựa chọn. Hai người rời sân sẽ là Thái Học và Trung Thành. Với những sự thay đổi như thế này thì anh Tú sẽ chám vào vị trí của Thái Học. Và Phương Nam sẽ chơi thấp hơn so với vị trí của Trung Thành trước đó. Cụ thể là một vị trí ở hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Hồ Thánh Thưởng đang nhắm tới việc xây dựng một khối đội hình vững chắc từ phần sân nhà. Trọng tài đã nổi còi để bắt đầu hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Đồng Nai và Hòa Bình. Và trong hiệp 2 này thì đội khách Hòa Bình trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành phía tay phải và đánh của chúng ta. Với hai sự thay đổi ở đầu hiệp 2 thì đó đã là sự thay đổi người thứ ba của huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng. Trước đó trong hiệp 1 với chấn thương của Bùi Long Nhật, một cầu thủ cực kỳ quan trọng với Hòa Bình FC, thì đội bóng này đã buộc phải tung Gia Bảo vào sân ở trong những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Xin chào tất cả các bạn khán giả của FPT Play đang theo dõi trận đấu này qua ứng dụng box truyền hình cũng như là website FPT Play. Các bạn có thể để lại những dòng bình luận và bình luận viên chúng tôi cũng sẽ được phép tương tác với quý vị trên kênh chat. Đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ lựa chọn để thời điểm để tương tác với quý vị phù hợp với diễn biến của trận đấu. Trong trường hợp trận đấu diễn ra với một diễn biến căng thẳng có nhiều tình huống, chúng tôi cũng xin phép được tập trung vào các diễn biến. Xin chào bạn Trần Xuân Trường, mình không biết là mình đọc tên bạn có đúng hay không bởi vì bạn viết tên không có dấu. Ngày hôm nay thì có khá đông các bạn cổ động viên của Hòa Bình FC cũng đang xem trên ứng dụng của FPT Play và để lại những dòng bình luận. Và giờ thì Hòa Bình FC sẽ lại có cơ hội từ một tình huống cố định. Không còn Long Nhật ở trên sân nữa. Để thực hiện quả đá phạt này, có vẻ như là cầu thủ mặc áo số 8 Văn Sơn. Đưa bóng vào. Bóng hướng thẳng tới vị trí của Thái Hiếu. Đá thẳng bằng cái chân trái của Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên bóng chưa đủ hiểm hóc. Chạy chậm không có lỗi. Trong hiệp đấu đầu tiên thì thủ thành Duy Dũng bên phía Hòa Bình FC gặp khá nhiều những pha bóng khó khi mà ở bên phía đối diện thì Văn Soạn thường xuyên có những tình huống xử lý táo bạo. Kể cả từ hai biên thì Văn Soạn cũng luôn sẵn sàng đưa ra phương án rót trái bóng thẳng về phía khung thành. Đây là Văn Sơn. Vẫn đang là Văn Sơn đưa bóng vào. Trái bóng cắt ngang qua khung thành. Nhưng thật khó để có một điểm cắt được tạo ra khi ở phía trong thì Cao Quốc Khánh chưa có cho mình một vị trí thuận lợi. Xin chào bạn Đặng Minh nhé. Thông thường thì FPT Play sẽ tương tác với các khán giả trong những trận đấu ở giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Tuy nhiên đây vẫn là một luồng bình luận chính thống, một luồng bình luận trung lập. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ tương tác ở vào một thời điểm thích hợp.
sẽ có những trận đấu mà có thể là được phép tương tác, nhưng mà chúng tôi sẽ lựa chọn có vẻ như là có thể là tùy theo cái diễn biến của trận đấu mà có thể tương tác được. Ví dụ như trận đấu này thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái tình huống có thể bị ngắt quãng trong trận đấu do trời mưa to. Chính vì thế mà nó cũng thích hợp với cái việc mà chúng ta có thể tương tác qua lại với nhau. Nếu bạn có hứng thú với việc theo dõi bình luận tương tác kiểu này thì hãy đón xem những trận đấu của UEFA Champions League. Lúc này cũng đang mở hai luồng bình luận tương tác. Một luồng bình luận trung lập này, một luồng bình luận tương tác với các khán giả. Mọi thứ đã được áp dụng từ vòng tứ kết và chúng ta cũng chuẩn bị bước vào trận đấu chung kết rồi. Trận đấu giữa Real Madrid và Borussia Dortmund sẽ có hai luồng bình luận. Trong hiệp đấu thứ hai này thì có vẻ như Hòa Bình FC đang đẩy cao đội hình hơn. Biên của Văn Trường. Nỗ lực khống chế không thành công là của số 6 Nam Trường. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trong pha bóng vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt với Lê Văn Hà. Trong đội hình của Hòa Bình FC thì Lê Văn Hà là cầu thủ có chiều cao tương đối nổi bật, 1m84. Văn Hà từng được tăng cường cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng mùa giải 2023 và cũng từng tham dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Một trong những cái tên rất đáng tin cậy cho những tình huống bóng bổng. Nguyễn Duy Dũng. Đường chuyền thiếu chính xác vừa rồi là của Gia Bảo và sẽ là ném biên cho Đồng Nai. Có tương đối nhiều các bạn khán giả đã hỏi rằng huấn luyện viên nhận định như thế nào về trận đấu này. Thực sự là với điều kiện thi đấu hiện tại thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể đoán định được rằng là đội bóng nào sẽ được hưởng niềm vui trong ngày thi đấu hôm nay. Bởi cái tỷ lệ mắc sai lầm với cái điều kiện mặt sân như thế này nó rất là cao. Và phát bóng lên chưa chính xác của thủ thành Trương Thái Hiếu. Trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu thì Trương Thái Hiếu cũng đã phải hoạt động tương đối vất vả. Và chính nhờ sự xuất sắc của thủ thành này mà khung thành của Đồng Nai đã đứng vững, đặc biệt là từ những tình huống cố định của Hòa Bình FC ở giai đoạn đầu trận đấu. Cái chân trái của Long Nhật thường xuyên tạo ra những quả chạm bóng với quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Trọng tài xác định đã có lỗi của Hồ Văn An. Văn An đã phạm lỗi trong tình huống nhảy lên tranh chấp bóng bổng với Gia Bảo. Cầu thủ này đã ghi Gia Bảo xuống để làm điểm tựa, bật nhảy lên. Okay.
Với một thế trận kiểu như thế này thì những pha bóng cố định sẽ rất hữu ích. Sân trơn bóng ngớt và đương nhiên tầm nhìn của những cầu thủ trên sân với việc trời mưa nặng hạt như này cũng bị ảnh hưởng, sẽ rất khó để có thể lựa chọn điểm rơi. Đứng trước bóng đang là Vũ Văn Sơn. Văn Sơn sút thẳng. Cú đá ăn quá nhiều ra má ngoài, chính vì thế mà trái bóng đi thiếu chính xác. Không dễ để thực hiện cú đá theo kiểu knuckleball như vậy. Tình huống can thiệp chính xác là của Văn Sơn trước tốc độ băng lên của những cầu thủ bên phía Đồng Này. Hai cầu thủ của Đồng Nai băng lên trong tiếng vừa rồi, đó là Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn và Cao Quốc Khánh. Ở trên sân lúc này thì đang có tới 3 cầu thủ cùng tên là Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn mang áo số 8 của Hòa Bình, Vũ Văn Sơn ở vị trí trung vệ mang áo số 37. Và thêm một cái tên nữa đó là Nguyễn Văn Sơn, cầu thủ tiền đạo mang áo số 9 của câu lạc bộ Đồng Nai. Đó là chưa kể trong danh sách dự bị của Đồng Nai thì còn một thủ thành mang áo số 37 nữa, tên là Võ Văn Sơn. Văn Soạn khá nguy hiểm. Bóng đã ở rất gần với khung thành của Hòa Bình FC rồi. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì những cái bóng áo đỏ cũng không thể tiếp cận trái bóng ở khoảng cách gần. Chúng ta hãy cùng xem lại quả treo bóng cực kỳ khó chịu của Văn Soạn, người đã không thể có một cú chạm hoàn hảo. Đó là số 9 Nguyễn Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn đã chủ đích thực hiện một tình huống đánh gót nhưng không trúng bóng. Nỗ lực tranh chấp vừa rồi cũng đã khiến cho một cầu thủ áo vàng bị đau và đang phải nằm sân nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Nó có vẻ như là một vết bầm ở vùng đầu. Chào bạn Trần Anh Kiệt. Đương nhiên là ở thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ phải thông cảm cho các cầu thủ. Điều kiện mặt sân và về mặt tầm nhìn là bị ảnh hưởng quá nhiều. Lúc này thì huấn luyện viên Thái Sơn vẫn chưa thực hiện một sự thay đổi người nào cả. Đây là phút thứ 59 của trận đấu. Có thể trong khoảng 5 đến 7 phút tiếp theo thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Đồng Nai sẽ có những sự thay đổi. Không chỉ cầu thủ của Hòa Bình FC bị đau mà cả Thanh Quý cũng vừa phải nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Thanh Quý đang di chuyển dọc đường pitch và không rõ là cầu thủ này có đủ ổn để tiếp tục thi đấu hay không. Chào bạn có đuôi điện thoại 3 số 8 ở cuối. Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và mình hy vọng rằng những comment kiểu như thế này sẽ không xuất hiện ở trên kênh chat của FPT Play nữa.
Đinh Thế Thuận. Thực sự là rất khó để không chê trái bóng. Hai đội bóng đang phải sử dụng nhiều những đường chuyền dài từ phần sân nhà. Thanh Quý vẫn đang tiếp tục phải chườm đá với một vết đau ở trán. Vẻ như là máu cũng đã chảy. Nỗ lực cướp bóng thành công của cầu thủ Hòa Bình FC. Thật đáng tiếc. Chạm sau cùng của anh Tú là hơi mạnh. Như vậy là Thanh Quý không thể tiếp tục thi đấu. Và người vào sân để thay thế cho Thanh Quý là cầu thủ mang áo số 3 Đặng Minh Hiếu. Trời mưa nặng hạt sân trơn rất dễ khiến cho những cầu thủ dính chấn thương. Trước đó là trường hợp của Long Nhật đã phải rời sân bất đắc dĩ. Một thẻ vàng vừa được trọng tài rút ra. Đó là thẻ vàng dành cho pha vào bóng từ phía sau của Trần Vũ Ngọc Tài. Chúng ta vừa được chứng kiến lại một nỗ lực sút xa nữa tới từ đội chủ nhà Đồng Nai. Đó không phải là một tư thế dứt điểm thuận lợi. Vâng, bạn Trần Anh Kiệt có một đôi tai khá là thính nhạy, bạn có thể nghe rõ được những cái âm thanh xuất hiện ở sân. Mình cũng hy vọng rằng đó là một chấn thương không nặng với Thanh Quý. Lại có thêm một cầu thủ nữa dính phải một chấn thương và đang phải nằm sân. Cầu thủ của đội chủ nhà Đồng Nai. Và một hình ảnh tương đối đẹp trên sân khi những cầu thủ của Hòa Bình FC cũng đã hỗ trợ cầu thủ này. Mọi thứ vẫn ổn. Cảm ơn bạn Hoàng Long nha, đã dành tình cảm cho bình luận viên gầy của FPT Play. Rất cảm ơn cả các bạn và gia đình đã theo dõi trận đấu này. Chào tất cả các bạn ở Đồng Nai, Hòa Bình cũng như là tất cả các bạn ở mọi miền Tổ quốc đang theo dõi trận đấu này. Chúng ta đang bước vào phút thứ 64 và vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên sẽ xuất hiện. Nỗ lực là của Nam Trường. Nam Trường giúp cho câu lạc bộ Hòa Bình FC được hưởng một quả đá phạt góc. Trong tình huống vừa rồi thì Đặng Minh Hiếu đã buộc phải can thiệp. Hãy cẩn trọng với những quả đá phạt góc kiểu này của Hòa Bình FC. Họ sở hữu một Lê Văn Hà với chiều cao 1m84. Chúng ta đang được nhìn thấy hình ảnh của Văn Hà. Rất lực lưỡng ở trên sân.
đứng trước bóng đang là anh Tú. Và đưa bóng vào bằng cái chân trái của anh Tú. Thêm một pha bóng nữa mà Thái Hiếu chơi hay. Nỗ lực sút từ tuyến 2 sau đó của Phương Nam là thiếu chính xác. Đôi khi những cú sút ngay như vậy cũng là cách để các đội bóng chống phản công từ đối thủ. Vâng, cảm ơn bạn Hoàng Long và cảm ơn bạn Trần Anh Kiệt đã yêu thích phong cách thì bình luận tương tác kiểu này của FPT Play. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Và hy vọng rằng là sẽ có thêm những cái luồng bình luận tương tác như thế này trong những trận đấu không chỉ của V-League 2 mà còn cả V-League 1 nữa. Hiện tại thì luồng bình luận tương tác của FPT Play đang được áp dụng với những trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam, với những trận đấu của UEFA Champions League bắt đầu từ vòng tứ kết. Với Champions League thì chúng ta còn một trận đấu nữa, đó là trận chung kết diễn ra tại Wembley giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và Borussia Dortmund. Kim Nhật. Cùng khung giờ này thì có khá nhiều những trận đấu đang đồng thời diễn ra. Ngoài trận đấu giữa Đồng Nai và Hòa Bình FC thì còn trận đấu giữa Long An và Trường Tươi Bình Phước. Trận đấu đó cũng đã khép lại với tỷ số là 2-2. Trên sân Bà Rịa thì câu lạc bộ bóng đá Huế đang phải nhận một thất bại với tỷ số 0-1. Và Phú Đồng Ninh Bình tạm thời đang dẫn trước 1-0 trước câu lạc bộ Đồng Tháp. Trong khi đó thì ở trận đấu sớm, PVF CRD không nằm ngoài dự đoán đã có được thắng lợi đậm đà 3-0 trước câu lạc bộ Phú Thọ. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía câu lạc bộ Hòa Bình FC. Ngô Thành Tài được tung vào sân. Và rời sân sẽ là Nam Trường. Với sự xuất hiện của Thành Tài thì đó đã là sự thay đổi người thứ tư của Hòa Bình FC trong trận đấu này. Trong những phút tiếp theo thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hòa Bình FC sẽ còn một sự thay đổi người nữa. Nỗ lực đi bóng hành lang cánh trái không thành công của Cao Quốc Khánh. Một trận đấu khó khăn dành cho Cao Quốc Khánh để có thể tận dụng được tốc độ của mình. Và sân là rất trơn trượt. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Phạm vào lỗi của Lê Văn Hà. Trong thời vừa rồi thì Nguyễn Văn Sơn cũng đã phân trần với trọng tài rằng Lê Văn Hà xứng đáng phải nhận thẻ. Do cầu thủ này đã mắc nhiều lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho bóng vào. Lê Văn Hà là người chiến thắng trong tính chọn vị trí và phá bóng ra. Trận đấu còn khoảng hơn 20 phút nữa là sẽ khép lại. Xin chào bạn Sơn, bạn có thể để bạn đã để lại một comment đó là nếu Hòa Bình FC mà điểm danh ra thì cũng có khá nhiều những cầu thủ trẻ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta cũng đã nhắc tới những cái tên đó là Thái Học, cũng là một cầu thủ trẻ của cầu thủ của trẻ Hà Nội, người gốc Thanh Hóa, và Long Nhật nữa, một học trò của huấn luyện viên Thành Lương tại trẻ Hà Nội. Chung là tương đối nhiều những cầu thủ của Hòa Bình FC đã được mượn từ lò trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một vài những cái tên khác của lò PVF, chẳng hạn như là Ngọc Tài hay là Thế Hùng. Trong tiếng vừa rồi thì Nguyễn Kim Nhật đã bị phạm lỗi. Hà Ngọc Vũ đang là người đứng trước quả đá phạt này, cho bóng vào, chưa thể hướng được vào vòng 16m50. Đã có lỗi của cầu thủ áo đỏ, sẽ là quả phạt lên dành cho câu lạc bộ Hòa Bình. Trong hiệp đấu thứ hai này thì thủ thành Trương Thái Hiếu không phải hoạt động quá vất vả. Câu lạc bộ Hòa Bình FC cũng đã chủ động chơi thấp đội hình kể từ sau phút thứ 65 của trận đấu. Họ cũng đang chờ đợi vào những tình huống có thể phản công. Trọng tài xác định đã có lỗi cầu thủ áo vàng. Đó là lỗi của Ngọc Tài. Ngọc Tài cũng vừa phải nhận những sự nhắc nhở tới từ trọng tài chính. Nên nhớ rằng Ngọc Tài cũng đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Đúng bóng vào, đánh đầu, không được. Nỗ lực bằng vào là của Nguyễn Văn Sơn. Một pha bóng sở trường của Nguyễn Văn Sơn, những tình huống băng cắt. Từ đầu hiệp 2 tới giờ thì cơ hội vừa rồi của Nguyễn Văn Sơn mới là cơ hội đáng chú ý nhất. Sự thực dụng đã lên ngôi trong hiệp đấu thứ hai này khi không ai muốn mắc sai lầm cả.
trong một điều kiện mặt sân như thế này. Đứng chuyền của anh Tú rất đáng tiếc. Nguyễn Phương Nam đã cực kỳ cố gắng nhưng không thể đưa được trái bóng vào trong. Cối ngập tay không vào. Đó là một pha bóng mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Đồng Nai bất ngờ bộc lộ một khoảng trống. Đáng tiếc là Trần Vũ Ngọc Tài đã không thể tận dụng thành công pha bóng này. Một đường chuyền điểm rơi và nó có được sự cộng hưởng bởi pha chạm đầu tới từ Gia Bảo. Tài đã khiến cho thủ thành Trương Thái Hiếu phải trổ tài và giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội khách. Hai quả đá phạt góc liên tiếp. Quả chạm bóng của anh Tú vẫn là sự chắc chắn trong khung gỗ tới từ Trương Thái Hiếu, người luôn rất chủ động trong những tình huống ra vào. Thủ thành Trương Thái Hiếu, sinh năm 2000 và từng là hot boy của đội tuyển U19 Việt Nam. Thái Hiếu là một cầu thủ gốc Hưng Yên và từng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ PVF. Ở trên sân lúc này thì đang có một cầu thủ của Hòa Bình FC bị đau. Đó là Phương Nam. Phương Nam chính là một trong những sự thay đổi của huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng ở trong hiệp đấu thứ hai này. Xin chào bạn có đuôi điện thoại 496 nhá. Ngày hôm nay thì mình cũng không rõ tại sao Cao Hoàng Tú không có mặt trong danh sách thi đấu của câu lạc bộ. Đã đọc ở trong báo cáo của PVF thì cũng không có dấu hiệu là Cao Hoàng Tú bị treo giò hay gì cả. Có thể là cầu thủ này đã dính phải một chấn thương. Rõ ràng là mùa bóng năm nay thì Cao Hoàng Tú là một cái tên cực kỳ quan trọng với câu lạc bộ Đồng Nai. Cầu thủ này cũng đã góp công trong 5 bàn thắng. Người vừa bị thổi phạt đó là Công Tiến. Trận đấu đang trôi dần về quãng cuối. Đã có những sự nhắc nhở của trọng tài chính dành cho cầu thủ của Hòa Bình FC cần phải khẩn trương thực hiện tình huống cố định. Đưa bóng vào.
Rất đáng tiếc, lại thêm một tình huống trượt chân nữa. Lần này là Gia Bảo. Rất cảm ơn những một comment từ một bạn khán giả, có lẽ là một fan của câu lạc bộ Đồng Nai. Cao Hoàng Tú bị gãy ngón tay, ngón chân ở trong trận đấu gặp Đà Nẵng và trận sắp tới khi mà Đồng Nai đối đầu với Trường Tươi Bình Phước thì cầu thủ này có thể trở lại. Nỗ lực đưa bóng vào của anh Tú. Ở trận đấu tiếp theo thì câu lạc bộ Đồng Nai sẽ phải gặp một thử thách khó khăn, đó là chuyến làm khách trước Trường Tươi Bình Phước. Trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Sau trận đấu gặp Đồng Nai thì xin lỗi quý vị, gặp Bình Phước thì Đồng Nai sẽ trở về sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ Long An. Sau đó sẽ là trận đấu với Đồng Tháp trên sân khách, trở về sân nhà gặp Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi ở vòng đấu cuối, câu lạc bộ Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên sân của PVF CND. Đội bóng cũng đang rất quyết tâm cho tấm vé lên hạng. Huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn đã quyết định có sự thay đổi. Ông rút Kim Nhật rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Vũ Bá Hải Dương, một cầu thủ trẻ sinh năm 2003 và có một chiều cao tương đối ấn tượng, 1m80. Đó cũng sẽ là một phương án hữu dụng cho những quả tạt vào phía trong. Chào bạn có đuôi điện thoại 469 nhé. Hiệp 1 bù giờ ít như vậy là do trọng tài dừng trận đấu ở khoảng thời điểm là 8 phút 06 giây. Và khi trận đấu được bắt đầu trở lại thì cũng bắt đầu lại từ 8 phút 06 giây. Chính vì thế mà chỉ có 2 phút bù giờ thôi. Vâng, chào bạn Lê Anh, mình cũng là fan của group cũng tương đối lâu rồi. Cũng đã từng theo dõi từ thời kỳ mà fanpage mới lập. Nói chung là mình cũng xuất phát điểm từ những người đam mê bóng đá giống như các bạn thôi, thích tương tác ở trên mạng xã hội. Và sau đó thì phát triển những kỹ năng nghề nghiệp để trở thành một bình luận viên. Tiếp tục sẽ là quả ném biên dành cho đội khách Hòa Bình. Đây là một trận đấu mà Thế Hùng đang hoàn thành tương đối tốt vai trò quán xuyến với những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Vâng, rất cảm ơn một bạn khán giả cũng đã nhận ra một trận đấu mà mình từng làm ở vòng chung kết AFC Asian Cup tổ chức tại Qatar vào giai đoạn cuối năm, đầu năm mới chứ, đúng không ạ? Trận đấu giữa Jordan và Iraq, trong những trận đấu có thể nói là rất là cảm xúc. Rất nhiều những bàn thắng được ghi và bùng nổ tới những giây đấu cuối cùng của trận đấu. Trận này thì mình cũng hy vọng rằng là ở những phút cuối cũng sẽ có những kịch bản kịch tính như vậy.
hy vọng rằng những bàn thắng sẽ tới trong những phút tiếp theo. Cơn mưa bàn thắng nhưng lại, xin lỗi quý vị, cơn mưa nặng hạt nhưng lại không có cơn mưa bàn thắng nào cả, cũng hơi buồn. Trần Vũ Ngọc Tài sẽ là cái tên phải rời sân trong phút tiếp theo để nhường chỗ cho Nguyễn Hữu Lâm. Nhìn qua thì anh chàng Hữu Lâm này rất cao, 1m85. Đó là một sự bổ sung cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hòa Bình FC. Huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng đã quyết định rút ra một tiền đạo để tung vào sân một hậu vệ. Trận đấu diễn ra ở Biên Hòa mà hai đội lại biên hòa nhau thì cũng hơi buồn đúng không ạ? Hy vọng rằng là sẽ có bàn thắng. Có đá phạt và người đang đứng trước bóng đó là Nguyễn Văn Sơn. Vẫn không có gì khó khăn dành cho Trương Thái Hiếu, người ngày hôm nay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những tình huống ra vào, chọn vị trí chuẩn xác, đón điểm rơi tốt ở những tình huống cố định. À vâng, chào bạn Lê Anh. Cái tên gầy thì nó xuất hiện trong quá khứ rồi. Đương nhiên là trong quãng thời gian đã qua thì mình cũng tăng cân khá là nhiều, nhưng mà thôi, biệt danh nó là như vậy rồi thì chúng ta cứ tiếp tục gọi như vậy đi. Chứ còn bây giờ để mà nói về cái số đo vòng bụng của tôi thì nó là một câu chuyện buồn. Văn Soạn là người đứng trước quả đá phạt góc này. Cửa tuyến 2. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc. Chào bạn Thái Tuấn nhá. Mặt của mình thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên các tấm poster của trận đấu giữa Hòa Bình và Đồng Nai trên website cũng như là ứng dụng của FPT Play. Khi các bạn chọn vào để xem trận đấu thì cũng sẽ có mặt của bình luận viên rồi. Hiện tại thì cũng chưa có cái công nghệ nào để có thể hiện mặt lên trực tiếp được. Hy vọng rằng trong tương lai thì có thể. Đưa bóng vào tầm thấp không thành công. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trọng tài xác định đá có lỗi của cầu thủ tấn công bên phía Đồng Nai. Đây đã là phút thứ 89 rồi. Những giây phút cần tới rất nhiều những sự tập trung. Cả huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn và huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng đều đang đứng ra rất sát đường pitch để có thể có những lời chỉ đạo kịp thời trong từng pha bóng với cả hai đội. Tính tới thời điểm này, dù điều kiện mặt sân là tương đối xấu, nhưng chúng ta cũng chưa được chứng kiến, chưa phải chứng kiến những sai lầm tới từ cầu thủ đôi bên. Họ vẫn đang nỗ lực để thi đấu tương đối ổn và cũng không để cho đối phương có quá nhiều những cái khoảng trống để khai thác. Điểm suýt thì Đồng Nai cũng có một hai tình huống gì đó để cho tiền đạo của đối phương thoát xuống, nhưng các chân sút của Hòa Bình FC cũng không thể tận dụng được. Help!
Một bóng hợp lý sang hành lang cánh trái, đây là anh Tú. Nguyễn Văn Sơn. Quả tạt đã không thể hướng được vào mục tiêu phía trong. Kể khi được tung vào sân thì Nguyễn Hữu Lâm đang chơi như một tiền đạo. Dù trong danh sách thi đấu của VPF thì cầu thủ này được mô tả là một hậu vệ. Có lẽ chiều cao 1m85 chính là điều khiến cho huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng tin dùng Hữu Lâm ở một vị trí cắm trên hàng tấn công. 3 phút bù giờ. Vâng, bạn Lê Anh này chắc hẳn là một cổ viên trung lập đúng không ạ? Lại muốn đọc thần chú chấm pen này vẽ mà tròn ở trong trận đấu này. Nhưng mà mình nghĩ ở thời điểm này thì các cổ động viên của Hòa Bình hay là Đồng Nai đều không muốn điều đó xuất hiện. Có thể là muốn xuất hiện với đội bóng của mình thôi. Nhưng mà với một cái thế trận như thế này thì với cá nhân mình nhá, là người bình luận trực tiếp trận đấu thì cho rằng mỗi đội có được một điểm là xứng đáng. Cả hai đội đều rất nỗ lực, cầu thủ hai bên đều cố gắng, quyết tâm thi đấu trong cái điều kiện thi đấu phải nói là rất là ngặt nghèo, rất là khắc nghiệt. Nguyễn Văn Sơn. Đã có tình huống phạm lỗi, xứng đáng phải nhận những sự nhắc nhở tới từ trọng tài. Trọng tài cầm sẵn một tấm thẻ vàng trên tay để rút ra cho cầu thủ của đội chủ nhà Đồng Nai. Xin lỗi quý vị, cho cầu thủ của Hòa Bình FC. Đó là một tình huống mà Nguyễn Thế Hùng đã cố tình nhảy vào để truy cản với cầu thủ của Đồng Nai. Một động tác liều lĩnh của Thế Hùng. Và thẻ vàng là xứng đáng. Tiếp tục là một thẻ vàng được rút ra. Chúng ta đang được xem lại pha bóng đã dẫn tới tấm thẻ vàng dành cho Hà Ngọc Vũ. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây thôi. Hữu Lâm. Những tình huống phá bóng hơi rối của các thủ Đồng Nai. Nhưng đúng lúc này thì trọng tài chính cũng đã nổi còi để khép lại 90 phút trên sân vận động Đồng Nai. Hai đội bóng hòa nhau với tỷ số không đều. Một điểm chưa thể giúp cho câu lạc bộ Đồng Nai chắc chắn có được tấm vé trụ hạng. Tuy nhiên, lợi thế của họ so với đội cuối bảng là Phú Thọ đang là tương đối lớn và cửa để Đồng Nai ở lại với giải đấu này ở mùa giải sang năm vẫn là khá sáng. Với Hòa Bình FC cũng vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng FPT Play trong trận đấu có thể coi là thủy chiến trên sân Đồng Nai. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.